Với sản phẩm bùn sức sống 10 cộng LAT thì AIA giúp cho bản thân các anh chị các bạn đại lý thì có một cái thương hiệu cá nhân rất là năng lượng. Dạ, mình thấy cái ứng dụng này rất là tuyệt vời. Hy vọng là sẽ truyền được cảm hứng tới mọi người và tới khách hàng của mình sử dụng nó nhiều hơn để có kỷ luật về bản thân, sống khỏe hơn. Sau khi được sử dụng app AIA và Tarity này, tôi sẽ nói với khách hàng mình sẽ được có một cái app tốt hơn để theo dõi về sức khỏe, về tim mạch, về cách ăn uống, vận động thể dục thể thao, và bên cạnh có tích lũy điểm để được nhận nhiều quà thưởng hấp dẫn từ AIA. Vitality là một công cụ kết nối giữa mình và khách hàng và giúp cho mình hẹn gặp khách hàng dễ dàng hơn và văn minh hơn. Mình có thể rủ khách hàng đi tập thay vì là chỉ đi hẹn quán cà phê này, đi trao đổi những cái hoạt động thể chất ở ngoài đường hoặc là chia sẻ với nhau về những lối sống lành mạnh. Ngay hôm nay hãy mở điện thoại của mình lên. Chúng tôi sẵn sàng dùng AIA Vitality.